Thưa quý vị các bạn thân mến, thì hôm nay mình có nhận được đọc được một cái comment ở trên kênh của cô giáo Trần Ly. Thì bác giao thông đã, mình xin cảm ơn bác giao thông đã cho biết được một cái thông tin là về việc sứ điệp bà Thiên Chúa đến, hòa thượng trông thấy Đức Phật bị thiêu đốt trong hỏa ngục. Xin nói đến một cái vấn đề này rất là, mặc dù mình biết sao, biết rất là chậm, nhưng mà biết chậm hay là biết muộn gì đi chăng nữa thì nó cũng không thoát khỏi sự phản hồi. Để phản hồi bài này chắc là hơi bị dài, cho nên vì câu chuyện này rất là dài dòng, thì mình sẽ đi từng bộ phận, từng cái giai thoại, cái giai đoạn. Bởi vì người này viết là một người Miến Điện và được dịch bởi Đạo Công Giáo, một cái nhóm Công Giáo này là linh mục hay là cẩu mục gì đó. Thì dịch ra như thế nào thì chữ nhỏ quá, mắt mình cũng lem nhem, thì mình xin ẩn đi và chép ra bởi một cái trang Word khác. Thì tựa đề nó là hòa thượng trông thấy Đức Phật bị thiêu đốt trong hỏa ngục. Mình chép nguyên văn mình đưa lên đây thì để làm từ từ. Câu chuyện sau đây là bản dịch của lời chứng được ghi âm trên cassette về một người được thay đổi. Đây không phải là lời phỏng vấn hoặc tiểu sử, nhưng chỉ là lời làm chứng từ chính miệng của anh ta. Mới vô là nghe được cái sự mông lung và xuyên tạc, chả có sự thật. Có nhiều người phản ứng cách khác nhau khi nghe câu chuyện này. Một số người được cảm động, một số nghi ngờ, một số người khác thì chế giễu, trong khi một số khác đầy dẫy sự giận dữ. Đây, đó, đây là những cái luận điệu mình thường thấy nhất ở trong cái tà đạo Kitô. Luận điệu này rất dễ thấy, dễ nhận ra. Họ nói rằng những lời này là tiếng gầm thét của kẻ điên hoặc là sự lừa dối có chi tiết. Một số cơ đốc nhân đã chống lại câu chuyện này chỉ vì những sự kiện lạ lùng mô tả ở trong đó không thích hợp với hình ảnh yếu ớt của họ về một Đức Chúa Trời toàn năng. Ca ngợi ha, đây là một động ca ngợi đấy. Một số người nói rằng vị tu sĩ trong câu chuyện này chưa thực sự chết nhưng bị hôn mê, và những gì anh ta thấy và nghe là phần của cơn sốt đẩy vào ảo tưởng. Dù bạn nghĩ thế nào thì sự kiện đơn giản còn lại ấy là những biến cố trong câu chuyện này đã biến đổi con người này tận gốc rễ, khiến cho cuộc đời của người này thay đổi một góc 80 độ sau những biến cố thuật lại dưới đây. Bắt đầu ha. Anh ta đã can đảm và không sợ hãi gì khi kể lại câu chuyện đời của mình, dù phải trả giá rất cao. Kể cả bị tù, anh ta đã bị bà con, bạn hữu, đồng nghiệp khinh bỉ và đối diện với sự đe dọa giết chết nếu không đồng ý nhượng bộ sứ điệp của anh ta. Động cơ nào khiến người đàn ông này liều mình từ bỏ mọi sự? Dù chúng ta tin hay không thì câu chuyện của anh cũng đáng cho chúng ta lắng nghe và xem xét ở thế giới hoài nghi phương Tây. Nhiều người đòi hỏi bằng cớ của những người như thế, bằng cớ có thể đứng vững trước tòa án. Không nghi ngờ gì, liệu chúng ta có thể bảo đảm chắc chắn rằng tất cả những điều này xảy ra không? Không, chúng ta không thể. Nhưng chúng tôi cảm thấy rằng đáng cho chúng ta nghe câu chuyện này bằng tiếng nói của anh ta để độc giả tự phán đoán. À, đầu vào đề nhé. Những năm đầu của đời tôi, bắt đầu cái chuyện của anh ta, bắt đầu từng bước hấp dẫn nha. Kính chào quý vị, tôi tên là Athet Banja Sinthao
Phaolô. Tôi ở tại đất nước Miến Điện. Tôi hân hạnh được chia sẻ với lời chứng của tôi về những việc xảy ra cho tôi. Nhưng trước hết tôi xin vắn tắt về quãng đời thơ ấu của tôi. Tôi sinh năm 1958 ở làng Bongalo thuộc bình nguyên Arawadi của miền Nam Miến Điện, trước kia gọi là Bumma. Cha mẹ tôi là người rất sùng kính Phật giáo, giống như hầu hết những người ở Miến Điện, đặt tên cho tôi là Thipin, có nghĩa là cây. Cuộc sống tôi rất đơn giản tại nơi tôi lớn lên. Đến khi được 13 tuổi, tôi nghỉ học và bắt đầu làm việc trên một thuyền đánh cá. Chúng tôi bắt được nhiều cá và đôi khi có tôm ở nhiều sông ngòi và suối ở vùng Arab đi. Được 16 tuổi, tôi là trưởng của chiếc thuyền đỏ. Vào lúc này, tôi sống ở vùng thượng lưu Manan, Lagon, Island. Chúng ta sẽ thấy nghi ngờ khi 16 tuổi là thuyền trưởng nha. Nghi ngờ, nó rất là mâu thuẫn. Và tiếp theo nó rất là nhiều chuyện để mà chúng ta nắm bắt và có chứng cứ nha. 16 tuổi, 13 tuổi nghỉ học và 16 tuổi là làm thuyền trưởng. Vào lúc này tôi sống ở vùng thượng lưu Manalitlan, có nghĩa là đảo phụ nữ xinh đẹp. Đấy. Chỉ ở phía bắc của Bongalo, nơi tôi được sinh ra, vùng này khoảng 100 dặm về phía tây nam của Rangoon, thủ đô của Miến Điện. Một ngày nọ, khi tôi 17 tuổi, chúng tôi bắt được rất nhiều cá trong lưới. Vì cỡ nhiều cá nên một con cá sấu khổng lồ tấn công chúng tôi. Nó bơi theo thuyền của chúng tôi và cố gắng tấn công. Chúng tôi rất hoảng kinh, vì vậy chúng tôi chèo thuyền nhanh về hướng bờ sông. Con cá sấu theo sau chúng tôi và dùng đuôi của nó đập nát thuyền. Mặc dầu không ai bị chết trong cảnh ngộ này, nhưng sự tấn công đã ảnh hưởng rất lớn trên đời sống tôi. Tôi không còn muốn đi bắt cá nữa. Chiếc thuyền nhỏ của chúng tôi bị chìm vì cá sấu tấn công. Tối đó chúng tôi về làng nhờ thuyền khác. Chắc chiếc thuyền này làm bằng nan tre, hoặc là làm xốp, hay là làm bằng cái gì đó, vật liệu dễ vỡ. Chứ con cá sấu mà vẫy đuôi một cái mà tan tành chiếc thuyền thì chúng ta cũng nên nghi ngờ. Không lâu sau đó, người chủ của cha tôi chuyển ông ta đến thành phố Rangoon. Đến 18 tuổi, tôi được gửi vào một tu viện Phật giáo để làm tu sĩ tập sự. Rồi bắt đầu rồi nha. Thì chiếc thuyền này, một là chiếc thuyền Noe của Chúa Trời, và hai là chiếc thuyền được bịp bợm trong câu chuyện này, và cá sấu tấn công tan tành. Đó là một cái thì to quá khổng lồ, một cái thì quá ư là mềm mỏng và nhỏ bé. Chúng ta được quyền thắc mắc và được quyền suy tư. Hầu hết cha mẹ ở Miến Điện đều cố gắng gửi con trai mình vào một tu viện Phật giáo ít ra một thời gian, vì họ xem đó là một vinh dự lớn khi có con trai phục vụ theo cách ấy. Chúng tôi đã giữ phong tục này hàng nhiều trăm năm nay. Đấy. Môn đệ nhiệt thành của Phật giáo. Tôi chưa bao giờ có một cái từ ngữ nào một mà môn đệ nhiệt thành của Phật giáo lại một môn đệ như thế nào. Là một cư sĩ tại gia và có tâm tinh tấn siêng năng trong công việc công lao chấp tác công quả thì được. Chứ môn đệ nhiệt thành của Phật giáo thì môn đệ này đứng ngoài ngõ nha, ngoài cổng nha, không phải là môn đệ của Phật giáo xuất gia. Vào năm 1977, khi tôi được 19 tuổi 3 tháng, tôi trở thành một tu sĩ thực thụ. 19 tuổi 3 tháng, tôi trở thành một tu sĩ thực thụ. Vì 17 nha quý vị. Đây là đến 18 tuổi tôi được gửi vào một tu viện Phật giáo để làm tu sĩ tập sự. 18 tuổi. Hầu hết đấy.
thì năm 19 tuổi 3 tháng có một năm 3 tháng thôi mà trở thành một tu sĩ thực thụ. Thì có nên tin hay không? Thì chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị biết được là cái muốn trở thành một tu sĩ thực thụ thì nó phải nhiều trải qua như thế nào. Chúng ta phải trải qua là 2 năm tập sự sa di để học những thứ này đây. Đây là tỳ ni, rồi sa di, oai nghi, tất cảnh sách, gọi là 4 quyển luật hay gọi là trường hàng luật. Tỳ ni, sa di, oai nghi và cảnh sách, 4 cái quyển sách này chúng ta phải học thuộc lào nha, phải học thuộc lào. Đó, nó từ cái những cái mà đơn giản nhất. Đây là quy luật hàng ngày dùng đến, chúng ta không, chúng ta nên quý mến tụng hành, tỳ kheo đọc thể, tập thành, bảo hoa an trụ, mai danh, nghiêm trì. Khi ngủ dậy nè, thức dậy vào sáng sớm như thế nào, rồi đi đóng chuông như thế nào, mặc áo ra sao, bận quần ra sao, sửa áo ra sao, xuống giường như thế nào, bước đi như thế nào, ra đường như thế nào, đi cầu, rửa trôn, bỏ đồ dơ, rửa tay, rửa mặt, uống nước, mặc y năm điều, tất cả những vân vân và vân vân sinh hoạt hàng ngày của một người tập sự sa di phải thật nghiêm minh. Thì trong 2 năm nha, ít nhất là 2 năm. Còn nếu mà chưa hoàn thành được những cái này đó, rồi tới sa di. Sa di cũng là tập sự tu chứ chưa phải là một tu sĩ chính thức. Tu sĩ chính thức được tính từ năm thọ giới tỳ kheo hay gọi là thọ giới cụ túc. Phải học 4 quyển luật này cho thuận thành nè. Môn giới luật, trong khi Phật chế người xuất gia chẳng thể chẳng kể tuổi sanh, trong vòng 5 hạ chuyên tinh, trong vòng 5 năm hạ chuyên tinh nghiêm trì giới luật nghiêm minh rõ ràng, sau năm hạ nói bàn thiền định. Vậy cho nên khi tính xuất gia thọ trì 10 giới phải qua, tiếp theo cụ túc mới là thành tăng. Đấy, tiếp theo cụ túc mới là thành tăng, ý là cái sa di này nè, khi mà bước vào trong chùa hoặc là trong thiền viện, trong ở cái môn phái nào bất kể, nếu về nói về đây là cái luật của Bắc Tông, thì tôi xin chẩn chứng cho một cái một tông chỉ tu tập của Phật giáo Nguyên Thủy. Thì tông chỉ tu tập của Phật giáo Nguyên Thủy là phải thiền, thiền ở Vipassana. Vipassana và phải quán chiếu về gì? Tứ diệu đế và Bát Chánh Đạo. Hai lĩnh vực này trong cái lĩnh vực của Nam truyền hay còn gọi là Phật giáo Nguyên Thủy được phổ biến ở tại Campuchia, Thái Lan, Miến Điện, Tích Lan, Sri Lanka vậy đó. Thì đó, thì những cái nước mà được là thực hành theo Phật giáo Nguyên Thủy hay còn gọi là Phật giáo Theravada. Thì trong cái nhà sư mà nó phải nắm rõ được 227 quy tắc gọi là làm thầy. Nhưng mà muốn được đào tạo nắm rõ được 227 quy tắc này cũng phải qua những cái oai nghi, cũng phải qua những cái bài trong 4 quy luật sa di, oai nghi, cảnh sách. Nhưng mà phần nó khác nhau thôi, khác nhau ở nơi ngôn ngữ cái người dịch. Tại vì Phật nói, Phật chế ra giới cái những cái oai nghi này thì nó nằm trong trường hàng luật hết, thì đều giống nhau, nhưng mà thực hành thì có nhiều cái tư tưởng là cốt yếu hay là thứ yếu. Nhưng mà mới vào tập sự thì bắt buộc phải trải qua đó hết. Cho nên rằng là nói khi mà có một năm mà thành tu sĩ thật sự, 19 tuổi 3 tháng tôi trở thành một tu sĩ thực thụ, thì điều này rất là mong lung. Vị sư trưởng tu viện của tôi là một
cho tôi một pháp danh. Đây là phong tục của nước tôi. Pháp danh là cái phong tục của nước tôi gì? Ở nước nào là không có, hay có Phật giáo là có pháp danh riêng. Pháp danh là gì? Pháp danh là cái tên riêng được gọi trong cái người xuất gia, hay còn gọi là người Phật tử. Người Phật tử cũng có pháp danh vậy à? Gọi là tên Phật thôi, tên mà trong tông môn thôi. Khi trở thành tu sĩ, chúng tôi không còn dùng tên do cha mẹ đặt cho khi mới sanh, nên tu viện tôi, nơi tôi sống, gọi là Mandalay. Tên của vị sư trưởng gọi là Ujjadila Kiya Nikan Sayadaw. Tôi tạm thời bỏ qua mấy cái này đi, cái này thì nó cũng có gì quan trọng. Nè, ông được mọi người kính trọng và tôn ông là giáo sư vĩ đại. Năm 1983, thình lình ông qua đời vì bị tai nạn xe. Không nói ông là một giảng sư như thế nào, hay là một người tu tập đã chứng đắc được gì. Và ông là người đã tu tập như thế nào, được thoát khỏi những cái nỗi khổ niềm đau như thế nào, không diễn giả ra được. Và nói là bị tai nạn xe, có nghĩa rằng là tai nạn xe này là một cái hình thức đưa xuống cho nó quá ư là xấu. Nhưng mà cái chuyện tai nạn thì bình thường, ở đâu là ở trong hoàn cảnh nào cũng có sẽ bị tai nạn xe. Và chuyện này là chuyện tai nạn, là chuyện bình thường, chả có gì quan trọng. Vấn đề người ta đi đến đâu và về đâu. Sự qua đời của ông làm mọi người sửng sốt. Mắc mớ gì sửng sốt, tai nạn mà có gì đâu mà sửng sốt. Lúc ấy tôi đã làm tu sĩ được 6 năm. Mới 19 tuổi 3 tháng. Thì nay là năm 1983, được 6 năm. Tôi cố sức để trở thành tu sĩ giỏi nhất và tuân theo mọi giới luật của Phật giáo. Giới luật, mọi giới luật của Phật giáo là giới luật nào? Giới luật sao? Đúng không? Học được cái gì? Tu hành quán niệm được cái gì? Đó là vấn đề chúng ta cần đặt ra, chứ không phải theo là mọi giới luật Phật giáo. Giới luật ai nói cũng được hết, nhưng mà quán sát được cái gì, tu tập được cái gì, đã thấy được những gì, đó là quan trọng nhất. Thấy pháp sinh diệt, thấy tứ diệu đế, thấy sinh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, thấy bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh định, chánh tăng, ví dụ như thế. Đến một giai đoạn tôi đi vào nghĩa trang gần chỗ tôi sống và suy tư liên tục. Cái này giống như là đến một giai đoạn tôi đi vào nghĩa trang gần chỗ tôi sống và suy tư liên tục, giống như là thiền định nè, suy tư cả, hay là thuyền thiền đây, nhưng mà chưa chắc. Vài tu sĩ thật sự muốn biết những chân lý về Đức Phật cũng làm giống như tôi làm. Một số người đi sâu vào rừng để họ sống một cuộc đời từ bỏ chính mình và nghèo khổ. Tôi tìm cách để từ bỏ những tư tưởng ích kỷ và dục vọng, để trốn thoát mọi bệnh tật và đau khổ, và muốn phá vỡ vòng luân hồi của trần gian này. Cái đây thật sự tu sĩ mà nói câu này thì chúng ta nên suy nghĩ nha. Để trốn thoát khỏi bệnh tật và đau khổ, và muốn phá vỡ vòng luân hồi của trần gian này. Câu nói này nghe nó đau to búa lớn, nhưng mà thật sự ra nó rất là thấp bé. Đức Phật nói đâu có phải trốn, đâu phải thoát khỏi, trốn thoát khỏi mà được. Chúng ta chấp nhận quy luật, sanh lão bệnh tử là quy luật. Còn vòng luân hồi nó là quy luật. Cũng như là ngũ cốc, ngũ cốc mà luân hồi. Cơm, gạo, thóc thì đã ăn vào, thải ra, rồi phục vụ cho phân bón, rồi nuôi sống cây, rồi sinh trưởng, rồi thu hoạch, rồi sàng lọc, rồi ăn lại. Thì đó, nó cái vòng luân hồi.
Câu nói này thật sự đau to búa lớn, nhưng mà đối với mình xem thì câu này nó vô nghĩa. Đó là một nha. Tôi cố đạt được sự bình an trong tâm hồn và tự ý thức. Thậm chí khi một con muỗi sa vào cắn, tôi cứ để cho nó hút máu mà không đập nó. Đây là một cái câu nói giống như là một câu nói giống như là từ bi, thể hiện từ bi lớn của Phật giáo. Con muỗi cắn không bao giờ giết, con kiến cũng không bao giờ giết. Đó là một sự rất là ngu muội và rất là ấu trĩ, hay còn gọi là đây là dùng những từ ngữ để bịp bợm mà thôi, chả có ý giá trị gì đối với cái bạn mà đưa lên như thế này. Không ai có thể chịu cái sự ngứa ngáy và thậm chí gồng mình ở những cái khúc như thế này. Ngày xưa phải có những cái y phục để ngăn chặn côn trùng muỗi, và phải tìm những cái nơi thật sự là yên tĩnh và thật sự là phải ngăn sự rắn cắn. Thời Đức Phật cũng bị rắn cắn rất nhiều, cũng bị muỗi mòng đốt chích rất là nhiều, nhưng không mà Đức Phật không mà có nói đề cập tới vấn đề là đập chết hay là giết chết hay là hất nó đi. Cho nên là câu nói này đó là để chứng cứ nói rằng là trong Phật giáo là từ bi đấy. Bài văn văn và văn còn nhiều lắm quý vị. Trải qua nhiều năm, tôi phấn đấu để trở thành tu sĩ tốt nhất và không làm hại bất kỳ sinh vật nào. Tôi học tập mà những sự dạy dỗ thánh của Phật giáo như tổ tiên đã làm trước tôi. Tôi học tập những sự dạy dỗ thánh của Phật giáo như tổ tiên đã làm trước tôi. Đây là một câu nói không hiểu biết gì về Phật giáo. Tôi phải nói rằng như thế này nè, tôi học tập những sự dạy dỗ của chư tổ hoặc là chư thánh hiền của Phật giáo, hay là lời của Phật dạy trong tạng kinh điển nào đó như tổ tiên đã làm trước tôi. Tổ tiên nào? Tổ tiên là nhà các bạn, hay là tổ tiên của loài người, hay là tổ tiên nào? Như tổ tiên, đây là một cái danh từ chung không có mang ý nghĩa của Phật giáo. Cuộc đời làm tu sĩ của tôi cứ tiến lên cho đến một ngày tôi bị đau rất nặng, bệnh sanh tia tơ bệnh này. Tôi ở Mandalay vào thời điểm đó và được đưa đến bệnh viện để chữa trị. Bác sĩ đã làm một số xét nghiệm trên tôi và cho biết tôi đã bị sốt vàng và sốt rét cùng một lúc. Sau một tháng ở bệnh viện, sức khỏe của tôi tệ hại hơn. Các bác sĩ bảo rằng không còn cơ hội cho tôi được phục hồi và họ cho tôi xuất viện để về nhà chờ chết. Đây là phần mô tả vắn tắt về quá khứ của tôi. Bây giờ tôi muốn kể cho quý vị nghe những điều đáng lưu ý xảy ra cho tôi sau thời điểm đó. Các bác sĩ bó tay và để cho xuất viện về nhà chết. Các bạn lưu ý nha, phần này nè, các bác sĩ bảo rằng không còn cơ hội cho tôi được phục hồi và họ cho tôi xuất viện để về nhà chờ chết. Nhớ nha, nhớ câu nói này. Một mà khải tượng làm thay đổi cuộc đời tôi vĩnh viễn. Đây, bắt đầu đó. Sau khi xuất viện, tôi trở lại tu viện. Tại đấy các tu sĩ khác chăm sóc cho tôi. Tôi ngày càng yếu ớt hơn và bị hôn mê. Về sau tôi được người ta cho biết rằng tôi đã chết 3 ngày. Thân thể tôi bị thối và tim tôi đã ngừng đập. Người ta chuẩn bị liệm và đưa qua nghi lễ tẩy uế truyền thống của Phật giáo. Đây, nghi lễ tẩy uế truyền thống của Phật giáo. Nghi lễ tẩy uế này là nghi lễ gì? Mình chả hiểu. Nghi lễ trà tùy hoặc là nghi lễ hỏa táng, an táng, thủy táng, hay là nghi lễ ma chay
tống tán, hay là nghi lễ đám ma, hay nghi lễ khâm liệm, hay nghi lễ trà tỳ của Phật giáo đó, thì đó, những cái từ ngữ đó. Tẩy uế là cái nghi lễ này là của Kitô hay là của Chúa gì đó, chứ không phải tẩy uế. Tẩy trần, tẩy uế là dùng cho một là giang hồ hay là thảo khấu ở đâu, không có dùng từ tẩy uế trong Phật giáo nha, nên nhớ điều đó. Dù thân thể tôi bị hủy hoại, nhưng tôi nhớ rằng tâm trí và tâm linh của tôi rất nhạy bén nha. Chết 3 ngày rồi nha, các bạn lưu ý chết 3 ngày. Chết 3 ngày. Chuẩn bị liệm ha. 3 ngày mới liệm nha. Đó, ở bên Miến Điện á. Cái người này nói ra là người ở Miến Điện, mà Miến Điện là chết 3 ngày nha, mới bắt đầu mới liệm nha. Cho chúng ta biết được là một cái sự việc mới, chết 3 ngày rồi mới bắt đầu mới liệm. Tâm trí và tâm tôi rất nhạy bén. Tôi đang ở trong một trận bão rất lớn. Cơn gió rất mạnh san bằng toàn thể cảnh vật cho đến khi không còn một cây hoặc bất kỳ thứ gì còn lại. Ngoài một khoảnh đất trống trơn, tôi đi quanh qua bình nguyên này một lúc, chẳng còn ai cả, chỉ một mình tôi đi. Sau một lúc tôi băng qua một con sông, bên kia bờ sông tôi thấy một hồ lửa rất khủng khiếp, khủng khiếp lắm. Trong Phật giáo chúng tôi không có ý niệm về một nơi giống như vậy. Ban đầu tôi rối trí và không biết đó là địa ngục, cho đến khi tôi nhìn thấy Yama, vua của địa ngục. Yama là tên đặt cho vua của địa ngục trong nhiều nền văn hóa Á Châu. Mặt của vua này giống như mặt sư tử, nhưng chân của nó giống như chân của rắn. Các bạn nên nhớ nha, trong cái bản này nó có cái mặt của vua giống như mặt sư tử nha, nhưng mà chân là chân của rắn nha, rắn có chân nha. Hôm nay chúng ta biết được là rắn có chân. Rắn có chân giống như chân của rắn nha. Bởi vì cái đạo này nó không có chịu học, nó ngu xuẩn lắm. Ta muốn viết lại, ta muốn dịch lại thì ta phải nói giống như chân của con chó hay là con cừu á, thì nó sẽ thích hợp hơn. Con rắn làm gì có chân mà có chân rắn. Đây, cho nên là chúng ta lưu ý trong bài viết này, nó có chân rắn. Nó có một số sừng, nó có một số sừng nha, chứ không phải một sừng, hai sừng, ba sừng, nó có một số sừng luôn. Mặt nó dữ tợn và tôi rất sợ hãi, run rẩy. Tôi hỏi tên của nó trả lời: ta là vua của địa ngục, kẻ hủy diệt. Nó coi phim châu Âu nhiều quá, nó coi phim bom tấn nhiều quá, cho nên khi nó viết bài này thì nó sẽ lấy những cái từ đề phim mà tưởng tượng á của bom tấn đâu ra, kẻ hủy diệt nha. Hồ lửa rất khủng khiếp này, bắt đầu qua bom tấn nha các quý vị. Vua của địa ngục bảo tôi nhìn vào hồ lửa. Tôi nhìn thấy chiếc áo choàng màu của tu sĩ Phật giáo Miến Điện. Bắt đầu rồi nha, bắt đầu xuyên tạc, cực kỳ xuyên tạc luôn. Tôi nhìn kỹ hơn và thấy đầu trọc của một người đàn ông. Khi tôi nhìn vào mặt ông ta, tôi nhận ra đó là Ujjana, có nghĩa là vị tu sĩ nổi tiếng đã chết trong tai nạn xe hơi, có nghĩa là sư phụ của nó. Nó nói rằng là sư phụ nó bị đọa trong địa ngục nha. Tôi hỏi vua địa ngục vì sao người lãnh đạo trước kia của tôi lại bị giam trong hồ tra tấn này. Tôi nói tại sao ông ta ở trong hồ lửa này. Ông ta là giáo sư lỗi lạc, thậm chí ông ta đã có một cuộn băng gọi là bạn là con người hay là một con chó. Đây, ông ta đã có một cuộn băng gọi là bạn là con người hay là một con chó. Thì đúng là đạo chó cho nó tức lắm. Nói là con người không chó, chó là chiên đấy. Các bạn đừng lầm tưởng là con cừu không nha. Nó có hai loại, một là người Pháp dịch ra là con chó, còn đa phần á thì tiếng Anh hoặc là tiếng tiếng thông dụng của bọn Bịp á, Vatican á, thì nó là con cừu thôi.
cho nên mới có những người chăn chiên, chăn chó. Mình đây chăn được 5 con chó đây, 6 con chó, giúp cho hàng ngàn người hiểu rằng là người họ có giá trị rất lớn so với súc vật. Vua của địa ngục trả lời: đúng, ông ta là một giáo sư lỗi lạc, nhưng ông ta không tin Giê-xu chết. Đấy, lòi ra cái đồ chuột. Đó là lý do ông ta ở trong ngục. Trời ơi, thấy không, các bạn vỡ òa chưa? Nó nói cho đã hết một lần xong rồi bắt đầu tới đây là không tin Giê-xu chết. Đấy. À, đây là khúc quan trọng này. Đó là lý do ông ta ở trong địa ngục. Đấy. Rồi vua địa ngục bảo tôi nhìn vào một người khác ở trong hồ lửa. Tôi nhìn thấy một người tóc rất dài vắt ngang qua bên trái đầu của ông ta. À, ông ta cũng mặc áo choàng dài. Tôi hỏi vua địa ngục: ông này là ai? Nó trả lời: đây là người mà người thờ kính Gotama, Phật Thích Ca. Đấy, bắt đầu bả lòi ta khúc quan trọng. Gotama, Phật Thích Ca. Tôi kinh hoàng nhìn thấy Gotama ở địa ngục. Tôi cãi lại: Gotama là người rất đạo đức, rất tốt, tại sao ông ta lại chịu khốn khổ ở hồ lửa? À, vua địa ngục trả lời: cho dù ông ta đạo đức đến đâu, nếu ông ta không tin nơi Đức Chúa Trời đời đời thì ông ta vẫn ở nơi này. Sáng tỏ chưa các quý vị các bạn? Đó là một cái thuật chuyện để mà tôn vinh đạo. Cái đạo đã đi chìm sâu xuống vực thẳm. Cái đạo đã không còn một người nào đã thờ phụng kính tín giống như thời mà chưa phát triển, chưa có mạng internet. Cái thời mà bán khai, cái thời mà cổ đại, cái thời mà cái con người nó chưa có gọi là chưa tiến hóa, chưa phát triển, đầu óc ngu muội, bị cái thế giới chính trị đã Vatican đã ngu dân sai khiến và dùng bạo lực thô bạo giết chóc để mà cai trị, thì họ cho rằng là đạo đức. Và một người á mà không làm một rơi một giọt máu nào mà đem cái sự tu tập chính nghiệm bản thân của mình để mà tin tưởng vào cái đường lối của mình đi, người chỉ đường gọi là Đức Phật, mà rơi vào địa ngục. Còn cái ông á mà nói ra những lời hoang đường, hoang tưởng, ảo tưởng, một người mắng cha giết mắng cha chửi mẹ, từ bỏ những cái cội nguồn gốc, hay nói một người khùng, nói thẳng ra một người khùng chứ không phải là một người bình thường, tại vì ảo tưởng về Đức Chúa Trời. Chỉ ai làm chỉ ai là mẹ ta, ai là anh em của ta, đó là những cái ảo tưởng. Một người khùng chứ không phải một con người bình thường. Một con người bình thường không ai chỉ mẹ mình là ai là mẹ ta, ai là anh em của ta. Đấy, cho nên rằng là ở đây là đủ thấy được là cái trang là cái trang là thông điệp mà sứ điệp mà Chúa đến này, là cái bọn chó đạo, gọi là đạo chó. Nói chó đây không phải là chữ chó, nhưng mà con chiên là con chó đấy, hay gọi là đạo chó đấy, nó đấy. Thì á nó cho rằng là đó là những cái mà bắt buộc phải tin. Vậy mà cũng có nhiều người comment này, để cho quý vị dẫn chứng cho quý vị coi. Đây nè, thật cảm động về câu chuyện này. À, quả thật đây là việc cứu chuộc của Thiên Chúa. Tôi rất vui mừng nếu có thể gặp được anh ta. Tôi cũng sẽ khẳng định điều mà anh ta thấy. Tôi tin hoàn toàn vào việc này. Đấy, có nhiều người vẫn tin đó. Từ trước đến giờ tôi cứ nghĩ là những người làm việc tốt, và chỉ có người ta làm điều lành mà Chúa biết đến, Chúa Giê-xu thì cũng được cứu thoát. Và tôi nghĩ Đức Phật cũng là một vị thánh của Chúa. Nhưng nào ai biết được, đây cũng là một sự thật không ai ngờ. Cả Kitô giáo và Phật giáo nó rất là ngu muội, rất là những cái comment rất là nhiều. Còn không đức tin thì vô phương, làm đẹp
lòng Thiên Chúa, vì ai lại gần Thiên Chúa thì phải tin là người có và người thưởng công cho những ai tìm kiếm người. À, những cái bình luận đây rất là rất rất là ngu muội và rất là nên theo như mình giá thì người này nó không phải con người, nó không hiểu biết, nó không có một cái sự lý trí. Qua đây mình muốn chia sẻ thêm để cho quý vị biết được rằng là đâu là những cái sự mà bịp bợm, nó chuyên về bịp bợm mà nó dùng từ không đúng, cho nên là đọc qua là sẽ biết liền. À, người mà có đại khái có tìm hiểu, có Phật, có biết về Phật pháp, về từ cái sơ tâm xuất gia cho đến khi làm một vị thầy, cũng như là một vị mà gọi là trưởng tử Như Lai, hay là một vị danh tăng. Danh tăng người ta đâu có bao giờ mà nói chuyện, danh tăng không có đơn giản mà bị mà chết một cách là oan uổng như thế, và một cách cũng còn có thể xảy ra, nhưng mà không thế nào. Tiếp tục đi. Sau đó tôi thấy một người khác người lính chẳng bao giờ chết, họ cứ sống mãi. Vua địa ngục nói với tôi rằng những quân đoàn của địa ngục đã có câu tục ngữ: những người lính chẳng bao giờ chết, nhưng họ đi xuống địa ngục đến đời đời. Đó, địa ngục là chỉ có Công giáo, chỉ có Công giáo hay là Kitô giáo hay là cái bọn nhà thờ để lấy cái địa ngục ra để hù dọa thiên hạ. Cái địa ngục này nó thật sự nó hù dọa thiên hạ để mà nói đến cho cái bọn mà chiên mà thiếu lý trí, thiếu ý thức, thiếu không có muốn làm con người á, để mà họ tin vào, họ vin vào những cái lời mà hăm dọa này. Trong khi đó Phật giáo đó, địa ngục á, là từ ở nơi tâm của họ đã thiêu đốt họ rồi. Ví dụ chúng ta lấy một món đồ nào đó, ăn cắp của một món đồ nào đó, thì trước khi lấy mà một con người á mà nó chưa ăn cắp lần nào á, thì nó thoát mồ hôi tay, nó run rẩy trong con người lắm, nó khó, nó bần thần, nó cảm thấy nó trầm tĩnh xuống liền, nó làm chuyện không minh bạch mà nó phải lần mò rón rén rồi hồi hộp, rồi nó giống như là những cái đang trộm này, thì nó không có được tư tưởng lành mạnh, cho nên trong cái tâm khảm của nó đã bị thiêu đốt trong đó rồi. Trong khi Phật giáo là cho cái địa ngục là những cái sự thiêu đốt dằn xé trong bản tâm, chứ không phải địa ngục là ở nơi cái sự hiện hữu một bằng vật chất. Nhưng mà chúng ta nói ra thì phải nói ra tục đế và chân đế. Chân đế là nói trong tâm của mỗi người, mà nó tục đế thì nó là những cái nhà lao, những cái nhà lao ví dụ giống như là Khám Chí Hòa hay là Bố Lá ở Bình Phước, hay là những trại giam đặc biệt ở gì đó, chiến khu D hay là gì đó, Z30D gì đó, đó ví dụ như thế, là đó là những cái địa ngục, địa ngục trần gian. Hay là chúng ta ai mà sống ở thời mà cái bọn mà Pháp, Ngụy, Mỹ đó, những người ở tù đó, chúng ta biết là nó khổ cực như thế nào, hàng ngày tra tấn như thế nào. Thì nói đến đây nhìn các cụ, các bác ngày xưa mà nằm trong hai vùng chiến thuật, trong hai lần đánh Pháp, đánh Mỹ, thì chúng ta sẽ biết được những cái địa ngục nó như thế nào. Còn những cái bọn này nó chưa bị ai tra tấn nó, cho nên nó chưa biết cái địa ngục nó như thế nào, cho nên nó mường tượng cái địa ngục ra để nó hăm dọa những cái con chiên, nó hăm dọa những cái con người mà thiếu hiểu biết. Nói như thế đấy. Tôi nhìn xem thấy một người khác ở trong hồ lửa, ông ta rất to lớn và đặt mặc đồ chiến, ông ta cũng cầm một thanh gươm và một cái khiên. Người này có một vết thương ở trên trán, người này cao lớn hơn bất kỳ người bình thường nào mà tôi từng thấy. Chiều cao của ông ta bằng 6 lần chiều dài từ cùi chỏ của người nam to ra chót ngón tay đến duỗi thẳng ra cộng với một găng tay. Vua địa ngục nói người này tên là Goliath, hắn ta ở địa ngục vì hắn phỉ báng Đức Chúa Trời đời đời, và tôi tớ ngài là David. Bó tay ta bắt đầu
bắt đầu nói là Chúa Trời là dòng họ của David ha. David là vua David thì trong kênh đã làm rồi, vua David như thế nào? Tôi bối rối vì không biết Goliath và David là ai. Vua địa ngục mà nói Goliath được ghi trong kinh thánh Cơ Đốc. Bây giờ người không biết, nhưng khi người trở thành Cơ Đốc nhân, người sẽ biết hắn là ai. Sau đó tôi được đưa đến một nơi tôi thấy cả người giàu và người nghèo đã chuẩn bị ăn tối. Tôi hỏi ai nấu thức ăn cho những người này. Vua địa ngục trả lời, người nghèo thì tự họ nấu ăn, còn người giàu thì nhờ người khác nấu cho họ. Khi thức ăn được chuẩn bị xong, người giàu ngồi xuống ăn. Khi họ bắt đầu ăn thì khói mù mịt bay lên. Người giàu ăn lấy, ăn để làm dịu lương tâm của họ. Họ phải thở khó khăn lắm vì khói, vì họ phải ăn nhanh vì sợ mất tiền. Tiền bạc là thần của họ. Đấy, đầu nghĩ mãi đến người giàu luôn. Thì đây là nó nói đến vấn đề mà nó nói đến người giàu là bọn Phi Thức Anh giàu nhất là ai? Bọn chăn chiên, hồng y, giám mục, những thứ đó là giàu nhất là ai? Giàu. Không ai giàu hơn họ đâu. Sợ mất tiền cho nên họ ăn lấy ăn để hít khói rất khó khăn ha. Thì bọn đó là giàu nhất, không ai giàu hơn họ hết. Thôi vậy, qua đoạn này đi, đến con đường quyết định. Tôi đi bộ rất xa cho đến khi chân tôi chảy máu, tôi bị bỏng cả, đau đớn dữ dội. Cuối cùng khi tôi đi bộ khoảng 3 giờ, tôi đến một con đường ruộng. Tôi đi đường ruộng này một lúc cho đến một ngã ba. Đường ruộng qua con đường rộng. Đường rộng này một lúc đến ngã ba. Một nhánh đi về phía trái rất rộng, một nhánh đi nhỏ hơn đi về phía bên phải. Ở chỗ ngã ba có một bảng hiệu nói rằng con đường bên trái dành cho những người không tin nơi Chúa Giêsu chết, con đường bên phải dành cho những người tin nơi Chúa Giêsu. Tôi muốn biết con đường rộng dẫn đến đâu. Tôi bắt đầu đi. Có hai người đàn ông đi trước tôi 300 thước. Tôi cố gắng đi nhanh để bắt kịp họ, nhưng dù tôi ráng sức đến đâu cũng không theo kịp. Đây là những cái mà họ miêu tả trong cái sự chết chóc của họ, trong cái sự mơ tưởng. Sai trở về quả đất với tên mới. Sau đó phe ER nói bây giờ hãy đứng dậy và trở lại chỗ trước khi ngươi đến đây. Hãy nói với những người thờ phượng Phật Thích Ca và người thờ lạy hình tượng, nói với họ rằng họ phải đến địa ngục nếu họ không thay đổi. Những người xây dựng chùa và thần tượng cũng sẽ đi địa ngục. Những người cúng tiền cho các tu sĩ để lấy công quả cũng sẽ đi xuống địa ngục. Đây nha, bây giờ là những người mà ai mà làm từ thiện á, đây là những cái lời mà của bọn Công giáo, bọn dịch ra và bọn xuyên tạc, thì nó sẽ nói rằng là những người làm từ thiện, là những người giúp đỡ những người nghèo, hoặc là những người làm những việc mà tốt đẹp thì sẽ xuống địa ngục nha. Tất cả những người cầu nguyện với các tu sĩ và gọi họ bằng ra tước hiệu tôn kinh đối với tu sĩ sẽ xuống địa ngục. Tất cả những người cầu kinh và ban sự sống cho hình tượng sẽ xuống địa ngục. Tất cả những người không tin Giêsu chết sẽ xuống địa ngục. Phi Er bảo tôi quay về trái đất và làm chứng về những gì tôi đã thấy. Ông cũng nói, ngươi phải nói rằng bằng tên mới của mình, từ bây giờ trở đi, ngươi sẽ được gọi là Athet Paulo, trở lại cuộc sống. Đây là cái câu chuyện này nó muốn mô tả thật sự, nó vinh danh tên thánh, tên Phao Lò. Nó được giống như là Hồng Y Phao Lò được mặc khải xuống trần gian để tin Vatican nhiều hơn, tin Công giáo nhiều hơn, tin Kitô giáo nhiều hơn. Đây là nó muốn nó Phao Lò trở lại cuộc sống đó, thì nó muốn khuếch trương nó và đè bẹp cái thằng kia bịp bợm bởi vì ngôn ngữ. Những người mà không đọc, không thấu lý thì không bao giờ nhận ra.
Mà có nhận ra đi chăng nữa thì đó cũng là một nhận ra cái một cách là hời hợt thôi, chả có một cái gì quan trọng hết. Tôi không muốn quay lại quả đất, tôi muốn đi thiên đàng. Các thiên sứ mở ra một cuốn sách, trước hết họ tìm tên hồi nhỏ của tôi, Thích Pin, trong sách, nhưng họ không thể tìm được. Rồi họ tìm tên mà tu viện đã cho tôi khi làm tu sĩ Phật giáo. Đây bắt đầu đó. Nhưng họ cũng không thấy. Rồi Phi Error bảo tên của người chưa được viết vào đây, người phải trở về trần gian và làm chứng Chúa Giêsu cho những người theo Phật giáo. Đấy, đấy ghê chưa. Muốn á, đây là có một thời gian này. Một thời gian nó cũng truyền bá ra để cho những người Phật tử mà yếu bóng vía, hoặc là chưa có niềm tin sâu sắc, chưa có sự tu tập, chưa có sự chứng nghiệm bản thân, cho nên dễ sa ngã vào cái bẫy này. Thì đó là một cái chuyện mà thường bên Kitô giáo hay làm và hay phản lại những cái lý tưởng, những cái ý niệm mà người Phật tử hay là những người mà yếu bóng vía dễ sa ngã vào cái bọn này. Tôi trở lại con đường bằng vàng một lần nữa. Tôi nghe hát rất hay, loại nhạc mà tôi chưa được nghe trước đây. Phi Error cùng đi với tôi cho đến giờ tôi phải quay về trái đất. Tiếp tục. Con ma. Điều kế tiếp mà tôi nhận ra là tiếng khóc. Tôi nghe mẹ tôi khóc lớn. Con trai ơi, con ơi, sao con bỏ cha mẹ lại đây? Tôi cũng nghe nhiều người khóc. Tôi nhận thấy mình đang nằm trong một chiếc quan tài. Tôi bắt đầu cử động, cha mẹ tôi bắt đầu la lớn. Nó sống rồi. Những người khác đứng xa hơn không tin cha mẹ tôi. Sau đó tôi chống tay lên thành quan tài và ngồi thẳng dậy. Nhiều người sửng sốt, kinh khiếp. Họ la lên, con ma, và chạy bán sống bán chết. Hay không quý vị? Chết 3 ngày rồi. Ở ngoài đã chết 3 ngày rồi mà còn sống lại ha. Tuyệt vời á. Những người còn lại chết điếng vì run rẩy. Tôi nhận ra sự cái câu chuyện này giống như cái chuyện ở bên Thái Lan. Con ma này là bên Thái Lan thì đang khâm liệm mấy ông thầy mo đang khâm liệm cho một cô gái. Bỗng cô gái bị kiểu như con mèo nó nhảy ngang qua giật dậy là chạy bán sống chết. Cái dòng họ đều chạy hết, riêng ông thầy mo cũng đặc đặc chạy luôn. Đấy, thì cái đó là một cái bộ phim ma của Thái Lan. Đây nó phỏng theo nha, chứ này chẳng có một cái căn cứ gì á. Các bạn coi nhà phim Thái Lan mà có cái thầy mo đó khâm liệm chuẩn bị cột tay cột chân gái đứng cái làm cái nghi lễ chuẩn bị khâm liệm, chuẩn bị đem hỏa táng, thủy táng hay là điệu táng gì đó, thì bất ngờ mèo chạy ngang qua thì bắt đầu là cô gái giật dậy rồi chạy hết. Thì các bạn sẽ biết được là cái câu chuyện này bọn này nó kể là dựa trên câu chuyện đó. Nó rất thu thập rất nhiều câu chuyện nha. Rắn có chân nè, sư tử mà rắn có chân nè, rồi câu chuyện bom tấn trong phim Mỹ nè, rồi bây giờ rồi qua phim Thái Lan nha quý vị. Những người còn lại chết điếng và run rẩy. Tôi nhận ra mình đang ngồi trong đống nước nhờn và thối, là chất nước trong thân thể chảy ra chắc được 3 tách rưỡi nước nhờn. Đó là loại nước từ bao tử và những bộ phận bên trong của tôi chảy ra khi tôi nằm trong quan tài. Đây hay không quý vị? Rất là hay ha. Tôi nhận ra đấy, có nghĩa rằng là cái thân thể thối rữa rồi, từ trong bao tử nước, những nước ối, những có nghĩa là khi chảy cái nước này ra thì nó rất là thối. Các bạn chưa bao giờ nghe mùi cái mùi thối trong thân thể của người chết. Các bạn mà chỉ cần nghe mùi thôi một lần thôi thì các bạn sẽ tởn tới già nha. Chứng tỏ rằng người này là rất là thần thoại. Nó giống như là chuyện Eva và Adam vậy đó, chuyện rất là thần thoại. Nó cũng hoang tưởng mà bịp bợm giống như Đức, cũng như là Giêsu, như Giêsu không khác. Tự bịa ra mà không có khoa học, không có một cái sự gì gọi là minh chứng cho cái sự chết đó.
có nghĩa là nó lấy nước nó đâm luôn, nó đâm được luôn 3.5 tách nước nhờ. À, nước ở trong thân thể nó bị phân hủy ra, nó phân hủy đến mức độ mà thối rữa đó, thì nước trong cơ thể chảy ra được, nó đâm được 3.5 tách nha, rồi nó sống dậy, nó ngồi dậy nha. Hay lắm. Đây là lý do người ta biết rằng tôi thật sự chết rồi. Bên trong quan tài có một loại giấy ni lông dán chặt vào lớp gỗ. Lớp ni lông này giữ cho nước thối của tử thi không chảy ra, vì rất nhiều người chết chảy ra nhiều nước giống như vậy. Đấy. Thì đây là cách khâm liệm của Việt Nam mình. À, trải ni lông, lớp ni lông, bọc ni lông. Mình, các bạn nào có những cái cách mai táng của người Miến Điện thì các bạn sẽ biết được là họ mai táng như thế nào, họ khâm liệm như thế nào, và trong bao nhiêu tiếng đồng hồ, bao nhiêu giờ đồng hồ thì sẽ khâm liệm đi, sẽ khâm liệm. Nếu mình không lầm thì theo như Phật giáo Nguyên Thủy thì 12 tiếng là phải khâm liệm. Phật giáo Bắc truyền thì trong vòng là 9 tiếng đồng hồ, nam thì 7 tiếng, nữ 9 tiếng thôi, không có nhiều. Và dân gian thì tổng hợp lại thì cao nhất là trong 12 tiếng, cho đến các thủ tục pháp y, pháp lý chưa xong thì chờ thủ tục pháp y, pháp lý xong thì khâm liệm liền, không đợi để làm ô nhiễm những người xung quanh và ô nhiễm môi trường. Đó là cái quyết định chung, luật chung của tài nguyên môi trường, đô thị môi trường. Nếu làm trễ sẽ bị xử phạt nghiêm minh. Nếu quý vị và các bạn sống trên một đất nước mà không có pháp luật, không có tuân thủ thì nó sẽ bị loạn. Thì không biết Miến Điện này thờ đó thì nó bị như thế nào, nó bị gì, và cái vùng này sống trong chùa này hay hoặc là trong cái khóa lễ ma chay liệm này, để nước ối mà chảy ra quan tài và để đâm được 3 ly, giống như là đã mô tả, thì tôi không biết là lúc đó là xã hội đó là nó như thế nào nha. Thì năm 1000, nếu mà nói rõ thì năm 83, năm 8 mấy, năm 7 mấy, 77 thì mới đây thôi, chứ không có xa lắm. Nhưng mà sống theo kiểu mang rợ thờ Trung Cổ nha. Về sau tôi biết rằng chỉ vài phút sau là người ta đem xác tôi đi thiêu. Tại Miến Điện, người chết được đặt trong quan tài, họ đóng nắp hòm lại rồi thiêu cả quan tài. Nhớ nha, câu trên mâu thuẫn câu dưới. Trong vòng 3 ngày liệm, trong 3 ngày chết, trong 3 ngày, và sau đó là chỉ vài phút là người ta đem xác tôi đi thiêu. Cha mẹ tôi được phép nhìn mặt tôi lần cuối trước khi đóng nắp quan tài, đó là lúc tôi được sống lại. Ghê chưa? Rất là ảo diệu nha. Nếu không sống lại thì sau đó vài phút người ta sẽ đóng nắp quan tài và thi thể tôi sẽ bị thiêu. Lập tức tôi bắt đầu giải thích những gì tôi đã thấy và nghe. Người ta rất kinh ngạc. Tôi đã nói với họ về những người tôi đã thấy trong hồ lửa và bảo họ rằng chỉ có cơ đốc nhân mới biết chân lý, rằng tổ phụ của họ và của chúng tôi đã bị lừa dối hàng ngàn năm nay. Tôi nói với họ rằng mọi điều chúng ta tin đều là giả dối. Người ta rất kinh ngạc vì họ biết tôi thuộc về loại tu sĩ nào và tôi đã nhiệt thành với sự dạy dỗ của Phật Thích Ca như thế nào. Đấy, thì đó là những cái quy chụp mà cho rằng là đã học nhiều, đại khái là loại tu sĩ nào và học nhiều như thế nào. Nhưng mà thật sự ra tên này chả học được gì cả, và rất là ảo tưởng, và chưa một lần chiêm nghiệm về Phật giáo, và chưa bao giờ sống thử một lần trong Phật giáo. Tên này rất là giả dối, và một người đã bịa đặt ra, chứ không có gì gọi là sự thật trong đây cả. Ở Miến Điện, khi một người chết, tên và tuổi được viết bên cạnh quan tài. Khi một tu sĩ chết thì tên của thầy tu, tuổi và số năm
phục vụ làm tu sĩ, làm được viết bên cạnh quan tài. Tôi đã được người ta ghi rằng tôi chết, nhưng bây giờ quý vị có thể nhìn thấy tôi đang sống. Ảo diệu không quý vị? Ảo diệu giống như Đức Chúa Trời đã chết xong, chết xanh xương xanh cỏ rồi còn bay lên trời ha. Thì nó phỏng theo rất là nhiều chuyện. Thứ nhất là chuyện hoang đường, bịp bợm, Eva và Adam, rồi chuyện Giêsu chết sống lại, rồi chuyện bom tấn, rồi chuyện ma của Thái Lan, rồi chuyện ảo tưởng rắn có chân. Vì sao Phao-lô trở lại cuộc sống, kinh nghiệm câu chuyện nói trên, nên anh cứ tiếp tục làm chứng về Giêsu chết. Các mục sư Miến Điện nói với chúng tôi rằng anh đã dẫn đưa hàng trăm tu sĩ Phật giáo đến với Chúa Giêsu. Lời chứng của anh rõ ràng là không nhượng bộ, vì thế sứ điệp của anh đã là xúc phạm nhiều người, là những người không chấp nhận Giêsu chết là con đường duy nhất. Bó tay. Thì đó, tới đây là nó nói chỉ là lời kết, nên nó thôi phong lên cái đạo của nó. Nó không có gì quan trọng hơn hết. Cho nên mình muốn làm sáng tỏ vấn đề là tu sĩ Phật giáo phải trải qua như thế nào, phải làm ra sao, và học những gì và đạt những gì. Không đơn giản như quý vị và các bạn nghĩ là tu rồi cứ vô chùa ăn chay niệm Phật và tụng kinh gõ mõ. Không phải như thế. Tại vì Phật giáo Nam truyền hầu hết như là chỉ thiền định nhiều hơn, dành hết thời gian cho vấn đề là thiền định, chiêm nghiệm, tự thâm, những cái tư tưởng phi pháp và những tư tưởng thô bạo đều phải cắt đứt và khuất trương, làm tươi nhuận những cái thiện pháp và những cái tư tưởng tốt. Đó là những người có thật sự chiêm nghiệm về thiền định Vipassana và chứng ngộ được tứ diệu đế và bát chánh đạo, là cốt lõi của Phật giáo tiểu thừa, hay là gọi là Phật giáo nguyên thủy, cũng như là đất nước Miến Điện, Thái Lan, Tích Điện, Miến Điện, Sri Lanka, những cái nước đó đang thực hành và được truyền dạy khắp nơi. Không đơn giản là những cái một năm, được có một năm, chưa đầy được một năm là được làm một vị thầy chính thức, giống như trong được mô tả trong câu chuyện trên. Thì theo như Phật giáo Bắc Tông thì mỗi một người khi xuất gia phải trải qua tỳ ni nè, sa di nè, oai nghi nè, kính đại sa môn nè, thờ thầy nè, hầu thầy ra đường, qua hết tất cả rồi xong bắt đầu chúng ta mới đi học, chúng ta mới được đi học và trung cấp hay là cao đẳng hay là học viện để nâng cao cái tầm kiến thức để đối nhân xử thế ở cuộc đời này. Thì đó là cái phần mình muốn phản biện lại những cái điều kiêu ngoa, xảo trá, bịp bợm được viết trên trang này. Sứ điệp Chúa đến thì mong rằng là những con chiên có vào nghe, thì mình sẽ để một tiêu đề rất là sốc, chứ không phải tiêu đề này. Rồi, cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin hẹn clip sau.